Dạ, mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Canh Lang Thang. Hiện tại bây giờ thì Canh đang có mặt tại công viên Gia Đình Tân Bình, Sài Gòn. Bây giờ Canh sẽ qua đây để quay lại cái khung cảnh chợ hoa xem bà con ở đây đón Tết như thế nào. Thì sau đây xin mời cả nhà cùng tiến vào bên sau để xem cái khung cảnh chợ hoa. Bên này là những cái bông vàng hồng, hai bên là hai dải bông vàng hồng nha các bạn. Ở đây thì mình thấy cũng có cả lực lượng chức năng vừa trực ban ở đây luôn. Đây có xe mới vào để xuống hàng. Hôm nay mình đi thì nói chung hơi muộn một chút xíu rồi các bạn, 9-10 giờ nên có thể cái lượng khách bây giờ đã bị vắng đi rồi. Ở đây sẽ là cái sạp quất. Và chung vào đây thì chỉ thấy hoa, toàn hoa thôi. Bên này là mai. Và chung tùy theo kinh tế của từng nhà. Mình thấy hai cái dải này và những cái mai khá là lớn. Bây giờ mình sẽ chạy một vòng và trông chạy hết cái công viên Gia Đình này luôn để cả nhà cũng xem được cái không khí Tết hôm nay như thế nào. Hầu như ở đây mình thấy là bán bông khá là nhiều nha cả nhà. Tại vì cái lượng bông thì người ta sẽ mua nhiều hơn. Đây. Để mình quay cận cảnh xa xa đây. Không có cơm ăn, chỉ có ăn bánh mì thôi à. Tết này gọi chung cũng chỉ có những cái chậu nhỏ nhỏ thế này, gọi chung này những cái chậu vừa tiên. Dạ anh. Đưa được hạt không? Dạ em đưa lên kênh YouTube. YouTube là nó được rồi đó. Nhân viên chạy xe nè. À nhân viên chạy xe hả? Quay ở đây. Tại chạy xe anh. Tại chạy xe vô đó. Tài xế đúng không? Thấy hầu như những cái chậu bên này khá là nhỏ và chung là vừa tiền với cả nhà. Ở đây thì có cả ớt rồi nha cả nhà. Đây. Ớt kiểng ấy nhìn cũng khá là đẹp. Đây. Ở đây thì thấy mọi người gửi xe ở đầu dưới ấy, và đi vào đây, còn cái khúc trên này thì thấy không có gửi xe và xe đi thẳng vào đây luôn, tại vì đỡ chi phí cả nhà.
hoa. Ở đây mình thấy cái hoa này có tới 3 màu lận này. Màu này nhạt hơn, màu ở trong thì nó hơi tím tím, và màu bên trong thì đỏ lòm, đỏ chói luôn. Ở trong này có cả chợ lan luôn, nhưng mà mình chưa có vào chỗ chợ lan đó. Bạn thỏ khá là nhiều. Đây cả nhà xem. Ở đây thì có những cái cây cổ thụ che mát. Cũng gần gần trưa mà không khí ở đây khá là mát mẻ. Nhìn đá không cả nhà, quá đã luôn đấy. Đây là quất này, nhưng mà chưa có chai, chưa có chín nhá cả nhà, vẫn đang còn xanh. Ở bên này thì cũng một dãy nữa luôn này. Đấy, cũng đang còn xanh luôn. Và chung cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi, thì nếu mà mình thích nhanh thì mình lựa chọn những cái cây bên vừa nãy mình đi thì nó đã chín rồi, còn những cái cây xanh này thì để mình về mình để được lâu hơn. Đấy. Wow, ở đây có hoa lan này. Đây, nhìn hoa lan đã. Bảo an sứa. À, cái hoa lan này có tên luôn nhé, cả nhà. Mình thấy có để ghi cái tên trên cái lá luôn. Cái khu này thì giống như người ta vận chuyển về xong rồi người ta để những cái chậu này ở đây luôn để mà chiết ra, hoặc là để mà ghép vào đây này, kiểu như đang tháo từ cái rổ ra xong rồi ghép vào chậu này, thành ra từng chậu thế này, cũng khá đẹp luôn ha cả nhà. Thường thường những cái chậu lan hay là những cái hoa quý thì sẽ cho vào bên trong. À, ở đây có giá luôn. Chậu 7 cành lan vàng nha, 7 x 250 bằng 1.750.000 đồng. Và chung có giá hết nha cả nhà. Chậu nào cũng có giá hết. À, chậu 10 cành là 3.500.000 nha. À, trong kia chậu 10 cành vàng là 2.500.000. Nếu mà như vậy mình có thể là mình chơi lan thì sẽ có giá hơn đấy cả nhà. Tại vì thường thường những cái bông khác thì sẽ không có giá bằng cái hoa lan. Hoa lan này về mình chơi lâu dài được. Wow, trên đây khá là đẹp ha. Ở đây cũng có giá hết nha cả nhà.
này là 20 triệu này. Chậu nhỏ nhỏ đây, chậu này là 7 triệu 7 này. Chậu này là 7 triệu này. Nói chung mức giá là cũng có hết, từ ít tiền tới nhiều tiền. Đây, trong nhỏ này 3 triệu rưỡi. Hoa thật xin đừng sờ nụ, cảm ơn. Đấy, đúng nhìn cái hoa thấy long lanh không cả nhà. Đấy, quá đà luôn. Mình thấy cái màu tím này khá đẹp luôn. Đấy, so ra thì cái chậu vàng này không đẹp bằng chậu tím, nhưng mà cái kiểu như là nó nhiều hơn. Đấy, chứ mình thấy này, cái hoa tím này này màu hơi bị đẹp rồi, quá đã ha. 4,5 triệu này, hoa thật xin đừng sờ nữa, cảm ơn. Vâng, hoa mình thấy cái bình trắng này khá đẹp. Đây, bình trắng này khá đẹp. Okay. Đây nha cả nhà, bình trắng, giá bình trắng này nha. Nói chung là đây, cái sàm này kéo vào khá là dài. Bây giờ mình sẽ tiếp tục chuyển hướng qua bên Vạn Thọ nhá, để quay cho cả nhà thấy được nguyên một rừng Vạn Thọ luôn cả nhà. Đây, đây, nguyên một cánh đồng luôn cả nhà thấy chưa. Quá đà luôn. Cho anh lên sóng. Quá wow, đà. Vâng ạ. Ở đây mình thấy có cả bên này cũng có ớt kiểng. Cái chậu này thì mình thấy không có giá. Đương nhiên những cái loại nào mà của cái hoa mà màu gà này cũng đẹp, khá là đẹp. Thường thường những cái loại nào mà giá trị cao á thì người ta sẽ để giá luôn, để khi mình vào thì mình biết được cái chậu đó bao nhiêu tiền, và để mình án xem cái kinh phí của mình chừng nào. Đấy, để người ta có thể mua cái chậu đó luôn. Chứ nếu mà theo mình nhá, đấy, cứ để giá vào những cái chậu này bao nhiêu tiền thì mọi người đi chợ đi vào đây thì mọi người sẽ gọi chung biết được cái giá đó, và cũng dễ mua sắm hơn. Ở đây thì đây này, bông nở khá là to. Gọi chung cũng chỉ còn mấy ngày nữa thôi cả nhà, là tới Tết rồi. Cả nhà mình cũng tranh thủ sắm cho mình mỗi nhà một chậu bông để về
trang trí ăn Tết. Đây. Đây, ở bên kia thì cũng đã có khách về mua kìa. Ship về ở đây mình mua rồi có xe giống như xe vừa nãy ấy, xe của cái anh vận chuyển á là dở về tận nơi luôn. Wow, mình chưa thấy cái cây này, mình chưa biết cái cây này là cây gì luôn. Cũng khá đẹp rồi cả nhà. Đây bên này cả gia đình anh chị bên đây đang đi sắm. Còn một cặp nữa. Nguyên một rừng. Wow, ở đây có trồng cả lúa luôn cả nhà. Cái này kiểu như là chơi kiểu mới. Có lúa luôn nha cả nhà nha. Đây. Cái này mà chín xíu nữa thì khá là đẹp. Vâng, như vậy là kênh đã dẫn quý cô chú anh chị cũng như các bạn đi tham quan một vòng cái công viên gia đình này, để cả nhà cũng biết được cái chợ hoa Tân Bình nó như thế nào. Thì bây giờ đây cả nhà biết được cái khung cảnh cũng như cái chợ hoa thế nào đây. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Thì cả nhà mà có những cái ý tưởng gì hoặc là muốn mình review cái cung đường quán xá nào thì cả nhà để lại cho mình một cái comment ở phía bên dưới video để mình thực hiện những cái ý tưởng cũng như những cái comment của cả nhà nhé. Bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị cũng như các bạn trong những cái video lần sau.